anh em quốc cơ quốc nghiệp cùng lấy giải quốc tế thì hai người vợ cũng là hai quán quân trong nước. Quán quân của The Masked Singer mùa đầu tiên đó chính là ca sĩ Ngọc Mai, thưa quý vị. Hồng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại bốn thí sinh đã tham gia dự thi trong phần tự giới thiệu của mình. Thành tích của quốc cơ và quốc nghiệp, hẳn nhiều người đã biết với loạt thành tích khủng trên đấu trường quốc tế. Hai người vợ của cặp anh em song sinh này dù đã lui về làm hậu phương nhưng vẫn giật nhẹ hai cái giải quán quân của hai cuộc thi đình đám trong nước. Ngọc Mai, bà xã quốc nghiệp. Vài ngày trở lại đây, bà xã quốc nghiệp Ngọc Mai đang là cái tên chiếm sóng khắp các diễn đàn mạng, mặt báo khi cô nàng đăng quang ngôi vị cao nhất tại chương trình âm nhạc The Masked Singer Việt Nam mùa đầu tiên. Lớn hơn chồng 2 tuổi, Ngọc Mai cùng với quốc nghiệp về một nhà vào năm 2015 và hiện tại đã có với nhau hai bé con, đủ nếp đủ tẻ. Là một thạc sĩ giảng viên thanh nhạc, Ngọc Mai từ lâu đã là một cái tên rất gạo cội trong nội bộ showbiz, đặc biệt là ở lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, mãi đến khi chiến thắng ngôi vị quán quân tại The Masked Singer thì cô mới thực sự được nhiều người biết đến. Giọng hát anh vàng được lan rộng với công chúng. MC Hồng Phượng, bà xã quốc cơ. Năm 2006, cô từng tham gia cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình cùng hai MC nổi tiếng là Trấn Thành và Nguyên Khang. Với phong thái tự tin, Hồng Phượng đã đoạt cúp én vàng, giành giải thưởng cao nhất. Sau khi chạm đến ngôi vị quán quân, bà xã quốc cơ quyết định tạm gác công việc để sang Nhật du học về ngành truyền hình. Sinh năm 1984, Hồng Phượng hiện là một MC nổi tiếng và đang công tác tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Qua những chương trình như Doanh nhân thương hiệu, Cuộc sống xanh, lối dẫn dắt duyên dáng chuyên nghiệp của bà xã quốc cơ càng đến gần với khán giả và được nhiều người đón nhận cho tới thời điểm hiện tại. Không kém cạnh người chị em bạn dâu của mình, Hồng Phượng cũng là một cái tên đình đám với tài dẫn chương trình, nhan sắc nhẹ nhàng cuốn hút. Chuyện tình của gia đình nghệ sĩ này cũng có nhiều điểm tương đồng khi Hồng Phượng quốc cơ cũng đã ở bên nhau được 7 năm và có với nhau hai bé con một trai một gái vô cùng đáng yêu. Điểm lại thành tích thì quốc cơ và quốc nghiệp từng có màn chồng đầu leo 100 bậc thang trong 53 giây và lập kỷ lục Guinness quốc tế. Trước đó vào tháng 12 năm 2016, cặp nghệ sĩ lập kỷ lục Guinness khi giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang nhà thờ chánh tòa ở Girona trong 52 giây. Đến năm 2018, hai anh em trụ cùng đăng ký tham gia Britain's Got Talent và vào được top 3 chung cuộc. Đến tháng 8 năm 2021, đôi nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thành công và bận rộn với công việc, nhưng hai anh em luôn dành mọi thời gian rảnh rỗi cho gia đình. Người anh quốc cơ đã kết hôn với MC Hồng Phượng. Họ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. Dù là đi lại hay ăn uống ngủ nghỉ, quốc cơ đều chăm sóc vợ chu đáo. Anh đút cho bà xã ăn, cẩn thận đắp lại chăn lúc nửa đêm hay sẵn sàng xách vali mỗi lần đi du lịch. Cử chỉ dù nhỏ nhưng cũng đủ thấy chàng trai này cực kỳ có trách nhiệm và cưng chiều vợ hết mực. Có thể nói hai cặp đôi kể trên chính là hình mẫu điển hình cho câu nói trai tài gái sắc và luôn khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ với tài năng cũng như sự nghiệp vẻ vang của mình. Hy vọng trong tương lai, cả bốn người sẽ mãi hạnh phúc, yên ấm với gia đình của riêng mình, đạt thêm nhiều thành tựu trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao về hai cô vợ tài sắc của đôi anh em quốc cơ quốc nghiệp? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!